Rồi. Một quan hệ mà ở dạng chuẩn hai, nếu như mọi thuộc tính nên ra ha, các thuộc tính mà không nằm trong khóa đó phụ thuộc đầy đủ vào khóa nha, vào mọi khóa đó. Như vậy là nhớ chuẩn hai là mình giải quyết phụ thuộc hàm riêng phần. Thì cái chuẩn hai tổng quát yêu cầu là các cái thuộc tính mà gọi là nên param attribute, các thuộc tính không nằm trong khóa thì nó phải phụ thuộc vào đầy đủ vào một cái khóa nào đó, một khóa, tức là mình không cần xét với mọi khóa, tức là một cái khóa nào đó cũng được ha, tức là nó không thuộc vào khóa, tức là mọi khóa của mình là để nó không phụ thuộc vào khóa này thì phụ thuộc vào khóa kia, nó phụ thuộc đầy đủ vào một khóa nào đó. Rồi một quan hệ ở dạng chuẩn ba thì nó có công thức luôn ha. Tức là nếu mà có cái phụ thuộc hàm là is quyết định A thì thứ nhất is là super key, is là siêu khóa, hoặc o nha, một cái này là A là prime attribute. Như vậy mình cứ lần lượt xét các cái phụ thuộc hàm, mình sẽ kiểm tra bên trái của mình của nó is có phải là super key không, nó super key thì phải thì thôi, còn kiểm tra bên phải ha, rồi nó có phải là prime attribute, nó A là prime attribute. Prime attribute là một cái thuộc tính nằm trong khóa ha. Như vậy nên chỉ cần một trong hai điều kiện này thỏa thì nó phải chuẩn ba. Chuẩn ba là giải quyết phụ thuộc hàm truyền hay gián tiếp. Thường thường truyền hay gián tiếp là nó chỉ xét cái trường hợp là cái x của mình á nó không phải là khóa thì nó là vi phạm chuẩn chuẩn ba. Nhưng mà nó chỉ xét khi nào cái A của mình là prime attribute, không là non prime attribute thôi, tức là các thuộc tính mà không phải là khóa đó thì nó phải phụ thuộc vào khóa. Tức là A không phải là khóa thì nó phải phụ thuộc vào khóa. Ý là như vậy ha. Dạ cô Rồi. cô ở thế trong trường hợp mà chẳng hạn như x ấy, nó là nên RAM đó cô, mà A nó lại là RAM đó cô, thì nó có X không phải là non prime được, X phải là khóa thằng em. À hoặc anh nói lại là con hiểu ý rồi, nói lại đi. dạ, trong trường hợp ấy mà mình có một cái thuộc phụ thuộc hàm x suy ra A cô, thì ở bên phía A nó là một phần của khóa, nó là prime đó cô, còn RAM attribute, còn x ấy, nó lại là non RAM đó cô, thì có trường hợp đó không cô? Và nếu có thì Có dùng chữ O là chứ còn một trong hai điều kiện phải thì nó là nó phải chuẩn ba. Như vậy trong trường hợp em nói A là prime attribute thì nó phải chuẩn ba, mình không xét nữa, nó không vi phạm, mình không tách nó ra. vậy là lúc nếu như A là RAM thì mình mặc kệ bên bên trái của nó có là Đúng nên rồi, RAM hay đúng rồi, RAM. đúng rồi. Em cảm ơn cô. Rồi, à, ha. Như vậy khi chuẩn hóa theo dạng chuẩn tổng quát thì với chuẩn hai mình xét là mình xét tức là cái chuẩn hai chuẩn ba cái phía bên right hand side mình chỉ xét khi nó là cái thuộc tính non-prime attribute thôi. Còn nó là prime attribute thì coi như nó mặc định tại chuẩn 2, chuẩn 3 nhé. Rồi, qua chuẩn BCNF. Chuẩn BCNF thì nó chặt chẽ hơn chuẩn 3 chút xíu. Và chuẩn BCNF là nó phải là chuẩn 3 rồi. Rồi cái quan hệ mình xét chuẩn mình xét chuẩn BCNF là dựa trên chuẩn 3 ha. Chúng hóa lần lượt thứ tự 1, 2, 3 mới lên TCNF. Một quan hệ ở dạng chuẩn BCNF nếu như có cái quan hệ x suy ra A thì x phải là super key đó, nó không có điều kiện O A là prime attribute nữa ha. Như vậy với chuẩn BCNF tức là bế trái của mình luôn luôn là super key, bế trái không phải là super key coi như là vi phạm chuẩn ba hay chuẩn BCNF. Còn chuẩn ba của mình là nó có thêm du di thêm trường hợp là nếu A là prime với phải là prime attribute thì thôi bế trái lại nhìn kệ nó ha. Rồi, minh họa cho chuẩn hình, minh họa cho chuẩn BCNF là thế này. Cái quan hệ A đây ha, cái loss 1A nè, mình có property number nè, country name, loss và các cái phụ thuộc hàm FD1, FD2, FD3. Thì mình xét lần cái khóa của cái quan hệ này là gì nè, có property ID là khóa được rồi nè. Ngoài ra, mình thấy country name với loss number cũng là một cái khóa dự tuyển khác đúng không? Dựa vào cái FD2 mình cái rồi mình kết hợp cái hai thuộc tính là country name và loss number lại, mình cũng có một cái khóa khác.
Rồi, như vậy là country name là brand attribute, lot number là brand attribute, property ID là key, là khóa và cũng là brand attribute. Rồi. Xét chuẩn 3. Cái này quan hệ có hai khóa ha. Thì nếu mà xét chuẩn 3 thì là x suy ra A, x phải là super key hoặc là A là brand attribute. Như là phụ thuộc hàm số 1 thỏa chuẩn 3 nè. Phụ thuộc hàm số 2, cái phần x nó cũng là khóa cho nên nó thỏa chuẩn 3 luôn. Cái phụ thuộc hàm số 5 tạm area là quyết định country name ha. Như vậy phụ thuộc hàm số 5 này là có cái x nè. Nó không phải là brand attribute, xin lỗi, nó không phải là super key cho nên nó sẽ vi phạm chuẩn 3. Đấy, xin lỗi, nó thỏa chuẩn 3 chứ con nói rồi nó lại sao sai. Mình đang nói xóa thỏa chuẩn 3 ha, x suy ra A. Rồi x suy ra A mà x là brand x là super key hoặc A là brand attribute đúng không? X suy ra A. Như vậy trong mình cái trường hợp này mình cái trường hợp phụ hàm số 5 cái x của mình, xin lỗi, cái A của mình là một brand attribute cho nên nó không vi phạm chuẩn 3, được chưa? Như vậy nó là cái hình A của mình là nó thỏa chuẩn 3 rồi đó. Các bạn coi lại nha. Mình hỏi liền nha. Rồi, nhưng mà khi xét về chuẩn BCNF. Bây giờ bọn con một phần đó ha. Bây giờ thì chuẩn BCNF thì cái phụ thuộc hàm số 5 nó là vi phạm chuẩn 3. Tại vì x của nó là area không phải là ha. Như vậy tóm lại cái này là vi phạm chuẩn BCNF đây. Rồi tiếp tục. Thì để chuẩn hóa chuẩn BCNF thì nó sẽ chuẩn hóa như thế này ra lot 1 AX, lot 1 AY. Nói chung là làm sao ra được XY thì một lát sẽ phía sau giải thích ha. Như vậy để chuẩn hóa BCNF ra được cái lot 1 AX, lot 1 AY. Rồi. Về cái hình dạng để mình nhận biết đâu là có chuẩn vi phạm chuẩn BCNF á, là cái hình dạng tổng quát của mình sẽ thấy nè ha. Tức là E A B ra C, rồi C quyết định ngược lại một phần của khóa A B. Tức là mình thấy cái phụ thuộc hàm của mình mà có dạng như thế này là mình biết nó vi phạm chuẩn BCNF. Đây là hình dạng tổng quát trong cái phụ với quan hệ mà vi phạm chuẩn BCNF nha, của B đó. Rồi. Bây giờ mình qua cái phần giờ phân rã sao? À, mình xác định cái phụ thuộc hàm nó vi phạm chuẩn BCNF. Thì để phân rã mình xét cái quan hệ khác nữa ha, là teach là student course với instructor và nó có hai cái phụ thuộc hàm là FD1 và FD2 như thế này. FD1 là student course quyết định instructor và ngược lại cái instructor này nó quay lại quyết định ngược lại với course, nó ra cái hình dạng mà mình thấy cái câu B hồi nãy ha. Như vậy mình có student nè với course nè, là mình quyết định cái instructor đúng không? À, và ngược lại cái instructor của mình nó lại quyết định ngược lại course. Yeah, nó cái hình dạng của nó ha, tức là hai cái này. Thì đây là vi phạm chuẩn BCNF. Còn ở dưới là cái bảng dữ liệu của người ta ha, tức là người ta có cái bảng dữ liệu thế này. Đây các dữ liệu rồi. Còn này là các cái thuộc hàm. Thì mình có ba cái trường hợp phân rã, thì mình có ba thuộc tính, mình tách ra thành hai bảng đúng không? Mình có phân rã nó ra hai bảng, mỗi bảng phải hai thuộc tính nha. Khi một bảng một thuộc tính thì nó đâu có liên hệ với bảng khác, nó có cho lại được. Rồi thì mình có một số trường hợp reversible pair, tức là để người ta đề xuất ra ba cái cách như thế này ha. Student với instructor là một quan hệ, student với course là một quan hệ ha, có ba cách như thế này. Người ta thử phân rã ra ba trường hợp như thế này. Thì trong đó các bạn coi xem ha. Thì cái trường hợp số 3. Cách thứ 3 nè, cách thứ 3 cách này. Cách thứ 3 đây. Thì cách thứ 3 này nó sẽ là cái phân rã mà đạt cái yêu cầu của mình. Tức là nó sẽ không sinh ra những cái hàng
sai là the spirit sai ha, sau khi thực hiện phép joy. Nên làm tắt cái từ các bạn dữ liệu này là đã, các bạn thử vào đã nha, không có tiền ngồi từ một cuộn lấy ra chơi ha. Tức là bạn như thế này mình tách ra thành cái ba cách, có thể hai bạn thì ba cách này, thì trong đó cách thứ ba khi mình thực hiện phép joy lại, mình mong muốn là cái gì, phải ra lại bạn dữ liệu tích như ban đầu như thế này, đúng như trang các hàng dữ liệu như thế này, coi như hàng bao nhiêu cột như thế này, thì có cách thứ ba là nó thỏa mãn cái yêu cầu à, tức là nó là cái tiêu chí là không sinh ra, tức là khi tách ra và cho lại là không sinh ra các cái hàng sai lệch ha. Rồi thì cái thứ ba là một cách phân rã cụ thể hơn, người ta đưa ra cái giải thuật. Còn cái chỗ này người ta như lý giải ha, lý giải là cái cách, cái lý giải là người ta, cái cách mà người ta chọn ra cái bộ phân rã nào phù hợp á, thì ý nghĩa của nó là mình tách ra rồi mình cho lại thì điều kiện cách instructor bằng nhau là hai instructor bằng nhau là ha, ra được cái bản dữ liệu gốc ban đầu, không mất dữ liệu, không thêm dữ liệu, không sinh ra dữ liệu sai. Về cái giải thuật phân rã thì các bạn thuộc cái giải thuật này thì các bạn phân rã bên business thôi này. Cái quan hệ R các tập phụ thuộc hàm F, rồi mình có cái quan hệ Q nha, trong D rồi. Nói tóm lại là một cái quan hệ mà không thỏa chuẩn BCNF, thì ở trong cái quan hệ đó cái phụ thuộc hàm XCDI là cái phụ thuộc hàm mà vi phạm chuẩn BCNF, tức là X của mình không phải là super key á nào. Thì mình sẽ tách cái quan hệ của mình là cái quan hệ Q của mình là Q là tập các cái thuộc tính của cái quan hệ gốc mà vi phạm chuẩn BCNF ha. Rồi mình sẽ là Q trừ đi Y, tất cả hai quan hệ là, thứ nhất là tập các thuộc tính của Q này nè, là Q này là gốc ban đầu á, trừ đi cái Y, và cái quan hệ thứ hai đó là X hội với Y. Như vậy nó tóm lại là cái quan hệ, cái phụ thuộc hàm mà vi phạm chuẩn CBCNF mình tách nó ra thành cái quan hệ mới XY này ha, được chưa? Còn cái quan hệ, còn cái phần còn lại của cái quan hệ á, là mình lấy cái tập các thuộc tính đó mình trừ đi thuộc tính y mà thôi. Rồi quay lại cái thuộc hàng này, vậy là mình có q trừ y và x trừ x hội với y. Quay lại này, ví dụ như quan hệ này ha, cách tắt làm sao đây, tôi lấy cái tôi typing đây xíu. Y này, này. Rồi theo cái giải thuật của mình đi ha, mình minh họa cái giải thuật. Có cái bảng này tiện này nè, đây. Như vậy cái quan hệ của mình, cái quy của mình là tập các cái thuộc tính là bao gồm cả ba thuộc tính là student nè, course nè, instructor đúng không? Rồi. X của mình là cái phần thuộc tính là phụ thuộc hàm vi phạm là cái instructor student cost SD2 đó. Như vậy cho X của mình chính là instructor nè, Y của mình chính là cái cost đúng không? Đúng sẽ chúng ta là màu đỏ là vậy thôi. Rồi các bạn hãy góc trình cho con ha. Theo giải thuật của mình, Q của mình là bao gồm ba thuộc tính là X là Y là cái thuộc tính Y là instructor, còn Y của mình là cost. Thì mình phân rã là hai cái quan hệ R, R1 nó sẽ là có hình dạng là đây là Q trừ Y đúng không? Q trừ Y đó, công thức của nó là Q trừ Y ha. Thì cụ thể của mình sẽ ra cái thuộc tính là gì đây? Q của mình là SCI, mình trừ đi Y tức là trừ đi C, vậy nó còn là SI, student with cost ha, student with instructor đó. Và cái R2 của mình theo công thức của mình hồi nãy là X hội với Y, X O Y đây rồi đó, thì nó chính là cái X Y tức là instructor với cost.
SI với IC đúng không? Mình coi đúng công thức của mình tách ra đúng không? Cái thứ ba SI SI là Student với Cost phải không? Student Instructor và IC là Instructor với Cost nha. Như vậy các bạn cứ thuộc công thức thôi ha. Cái quan hệ của mình là mình tách cái Q là tổng các thuộc tính của quan hệ mà vi phạm của BCNF sẽ là Q trừ Y và X hội với Y. Các bạn thuộc công thức thì các bạn sẽ tách ra được, phân rã ra được thành chuẩn BCNF thôi. Được chưa? Quay lại bài trước đó, phân rã đúng không nào? Này, cũng áp dụng công thức thôi ha. Như vậy cái Q của mình là tất cả các bốn thuộc tính này, đúng không? Rồi cái chỗ cái phụ thuộc hàm vi phạm là phụ thuộc hàm số 5. Như vậy x của mình là area, y của mình là country name ha. Nên tóm lại cái nào vi phạm các bạn tách thành quan hệ mới là area với country name thành quan hệ mới đây. Đúng không? Ai vi phạm cho ở riêng thôi đó. Còn cái quan hệ còn lại của mình thì mình sẽ lấy cái quan hệ gốc của mình ha, mình trừ đi thuộc tính y thôi, chỉ trừ đi y thôi, mình vẫn giữ là x nha, trừ đi y của mình chính là country name. Như vậy mình bỏ đi y thôi. Mình sẽ còn property, area và lot number. Được chưa? Rồi, cái đó là cách tách chuẩn BCNF ha, mình cứ áp dụng giải thuật mình làm thôi. Hình như chưa chuyển slide đấy giờ cô. Ôi trời ơi. Sorry. Rồi, cái này ví dụ này được rồi ha, quay lại ví dụ này thôi. Đấy, các bạn coi lại cái hình này. Phải cô qua cái màn hình mà gõ thì nó khác mà mình chuyển slide. Rồi tiếp tục ha, thì quay lại đi nó lại xíu. Vậy cái quy của mình đó chính là tất cả các thuộc tính của cái quan hệ loss 1A là bốn thuộc tính nè. Còn cái phụ thuộc hàm vi phạm là FD5 là area ra country name đúng không? Như vậy ai vi phạm tất cả tất country name với area ra thành cái quan hệ AI đây, nhưng mà chính là x hội y nữa không? Chính là cái quan hệ chứa cái phụ thuộc hàm vi phạm đó. Rồi. Còn lại của mình là quy trừ y, tức là tất cả các thuộc tính ở trên này trừ đi thuộc tính y của mình chính là country name, bỏ country name ra thì mình còn lại cái x. Rồi các bạn hình dung được cái cách tách cái phụ thuộc hàm cách theo chuẩn BCNF chưa? Mình cứ coi áp dụng như thế nào. Cách thành hai cái quan hệ đầu tiên là q trừ y và cái quan hệ thứ hai là x hội với y. X hội với y chính là cái quan hệ mà chứa cái phụ thuộc hàm vi phạm á. Thì nguyên tắc chung đây vẫn nãy giờ vẫn vậy ha, tức là ai vi phạm dọn ra ở riêng, không x với y vi phạm đó dọn x y ra ở riêng, rồi còn lại này mình tiếp tục nha. BCNF xong rồi là cách rồi đúng rồi. Chủng 4, chủng 5 thì mình đọc trong tài liệu thôi nha. Rồi các bạn làm bài đi, làm bài tập đi. Mà cũng nhanh mà là các bạn tập thử đi ha, chờ chuẩn hóa đi. Mình còn một phần phía sau là giải tìm khóa nữa. Rồi cho 5 phút làm bài này nha. Cứ đặt bút xuống viết đi. Đặt bút xuống viết là các bạn thấy nó khi đã hiểu rồi, các phần chuẩn khác thì không khó nha. Mà nếu ai mà làm bài tập rồi sẽ thấy nó như cái rừng như tự nhiên này suy ra kia, những gì hết ăn nó dễ lắm. Tôi đặt xuống làm các bạn sẽ thấy nó dễ, còn không đặt xuống xuống cứ ngồi nhìn nhìn ra ngoài rồi mình nhẩm trong đầu thì thấy nó khó.
Đúng rồi, bài đây bạn nhận xét đúng là bài này chưa có khóa. Người việc đầu tiên là mình phải tính xác định khóa, đúng rồi. Muốn chuẩn khóa là việc đầu tiên là phải xác định khóa. Ngồi nhẩm coi cái nào là khóa nha. Rồi, sửa bài đi nghe. Ủa? Rồi, về bài này. Cái động bằng chữ ra. Thường cho nên mà mở lên này có chỗ mình trình này. Rồi, anh là cái bài này ha. Thì đầu tiên như bạn nhận xét là mình phải xác định khóa rồi, ai cho cô cái khóa nào? Ngồi tính ra được cái nào là khóa. Khóa, tìm khóa, khóa ơi. Không có khóa là không chuẩn hóa được. A, B, D. Rồi, chắc là đúng đó, cô nhớ là vậy. Rồi các bạn tự kiểm tra nha, bạn đề nghị bạn tìm ra được là khóa của mình bao gồm ba thuộc tính là A, B và D. Rồi A, B không đủ làm khóa, rồi A, B, D nha. Rồi ai kiểm tra thấy sai thì la lên nha, tôi tin bạn. Rồi bây giờ tới chuẩn hai. Chuẩn hai thì người ta có hai ghép rồi, tay xung phong làm không? À, thì để rồi đầu tiên hai nét hay là về em bao gồm những gì nè? B đỏ đẹp rồi. Ai làm hơn? Ai nép rồi, có bạn rồi ha. Cái này chuẩn hai đúng không? Là A, B cũng có bị chẹp của bạn ra thôi. Rồi, quan hệ đầu tiên R1.
Bây giờ thứ nhất rồi 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 Hoàng làm rồi, Hoàng trình bày đi. Hoàng ơi, có mấy comment? Dạ cô. Rồi đầu tiên chủng hai là cái phụ thuộc hàm số mấy vi phạm nè? Dạ chủng hai là phụ thuộc hàm à, sao cô từ từ cái BD ra EF. Thế cái số 1 có vi phạm không? A, B ra C có vi phạm không? Dạ, mới đầu vô thì nó chưa vi phạm luôn. Nó chưa vi phạm, kháng cùng bao gồm 3 thuộc tính A, B, D mà nhà nó có A, B không sao vi phạm. À, đúng rồi, em nhầm, dạ vi phạm. Phụ thuộc hàm riêng phần A rồi, vi phạm luôn. Đó. Đó, như vậy số 1 em tách ra rồi đúng không? Ra cái R1 của em nè. Dạ. Rồi, em D1 rồi. Còn phụ thuộc hàm số 2, đây tiếp tục, cái số 2 có vi phạm không? Dạ có. Rồi là R2 luôn. À, rồi nhìn nó rõ thôi. R2 thì có quan hệ có phụ thuộc hàm số 2 có FD2 rồi. Cái nào vi phạm nữa? Dạ cái số 3 cũng vi phạm luôn. Ồ số 3 cũng vi phạm luôn. Số 3 vi phạm là AD ra GH. Rồi. AD ra GH. R3 đó, rồi, các bạn thấy. AD ra GH rồi. Rồi có gì phải đây nữa đi. Đó ra rồi. Rồi. À, có FD này là của FD3 nè. Rồi còn gì nữa nè? Như của em có HJ nữa đúng không? H ra J đúng không? AD ra GH như vậy là nó có FD3 và FD mấy? FD5. FD5. Đúng rồi. Và R4 của mình là có HJ cũng vi phạm luôn đúng không? A là một phần của khóa luôn ha. AI ra vi phạm luôn. Như vậy là cái R mình có 4 phụ thuộc hàm vi phạm chuẩn 2 hết cho nên tách thành 4 cái quan hệ. Có FD này là của FD 4. Mình điểm tra đủ là 1 2 3 4 5 đủ 5 phụ thuộc hàm rồi. Chuẩn 2 các bạn được rồi đó. Là chuẩn 3 luôn nha Hoàng. Dạ ai hỏi đi. À, em có một thắc mắc à, nếu như mình phân rã vậy thì nó mất cái khóa ban đầu. À, cái khóa ban đầu thì tại vì cái quan hệ của em nó nhiều cũng tính khóa thì cái khóa nữa thôi nhưng mà em cắt ra phân rã ra thì sao vậy sao em nguyên tắc là gì đảm bảo số phụ thuộc hàm đủ số thuộc tính và khi cho lại các cái bản này nó ra được cái bản gốc ban đầu là được à, không mình không có giữ cái khóa quan hệ ban đầu mà tại mình phân rã ra rồi chưa? Ủa cô vậy vậy thì nếu như mà trong trường hợp này thì mình cho lại làm sao? Ví dụ em cho R1 với R2 à, thứ tiên là xuất phát từ cái quan hệ mà còn lại á, còn lại của mình là gì? Bốn cái này có sự có sự ồ à đây ví dụ như là R1 với R2 cho không được đúng không, không có thuộc tính chung đúng không? Rồi vậy em cho R3 với lại R1 đi thì điều kiện thuộc tính chưa giống nhau tức là natural joy thôi em. Cho thì là natural joy tên có thuộc tính giống nhau thì mình cho lại. R1 với R3 cho con trước thì thuộc tính A nè đúng không? Sau đó là natural joy với 4 và natural joy với sau đó với lại 2 tức là cho lại natural joy các thuộc tính lại với nhau á, các quan hệ á. Thì nó sẽ ra được quan hệ gốc ban đầu R. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn. Rồi như vậy R2 của mình xong rồi. Tiếp tục R3. Rồi Hoàng làm R2 rồi sẵn Hoàng làm đi có cái 3 NF luôn nè Hoàng ơi. Làm chưa? Ba ba F thì tắt đi làm miệng luôn đi ha. Thì R3 tắt ra hai cái rồi con. Rồi xét từng cái một đi. R1 có vi phạm chuẩn 3 không? Dạ không. Không, R2. Dạ không. Không luôn, chỉ có R3 là vi phạm chuẩn 3. R3 thì cái FD nào vi phạm chuẩn 3? Cái H ra J với con. H ra J là FD5 đúng không? Rồi. Như vậy R1 R2 vẫn giữ nha. R3 1 rồi tắt là gì? Dạ ADGH. ADGH rồi, bỏ chữ J đi ha, có FD3, Enter rồi R32 là HXJ, rồi là có FD5 đúng không rồi, có nào nữa không, có tao tắt nữa không? Dạ, hết rồi con. Hết
AR4 cũng không vi phạm mà mình giữ nguyên lại nha. Như vậy các bạn nhớ nha, khi mình làm chứng khoán ta dùng cái lo tách các cái bảng vi phạm mà mình quên ghi lại các cái bảng nào không vi phạm nha. Vẫn ghi lại 1, 3, 4, 1, 2, 4 nha. Rồi đó, bạn làm đúng rồi đó. Cũng 2, cũng 3, ai hỏi gì hỏi nha. Thì với những cái bài đơn giản này các bạn thấy cái mũi tên của mình thường thường là có một chiều thôi ha. Cho nên bạn thấy gần như nó tách nó trên có 5 cái phụ thuộc hàm thì cuối cùng mình sau quy chuẩn 3 mình sẽ ra được 5 cái bảng đó. Rồi đây những bài đơn giản nó ra như vậy, tiếp tục nha. Một cái dạng bài khác bây giờ ví dụ dựa trên cho cái bảng thế này. Ủa chưa qua. Đây qua bài này này. Rồi cái dạng bài tập khác ha. Là mình cho cái bảng bây giờ mình đi thu thập dữ liệu của thư viện đi, mình có thông tin cuốn sách, mình có một số thông tin từng lưu là book name, author và edition year. Rồi mình dựa mình lại có cái bảng dữ liệu như thế này, thì dựa trên cái hiểu biết cái thông minh sang cái hiểu biết bình thường của mình thôi, thì mình đoán xem là cái nào là khóa của cái quan hệ này. Thì các bạn phân tích các cái phụ thuộc hàm ha, nó có những phụ thuộc hàm nào mà mình coi mình dựa lên thì cái nào có thể là có thể thôi ha, trong với các bạn dữ liệu như thế này thì cái nào là khóa của cái quan hệ này. Book name với author không thể làm khóa được đúng không, tại vì có hai hàng cùng nhau nè ha. Book name edition rồi được ha. Book name với edition vẫn chưa đủ. Có thử coi book name với edition. Có thấy dựng book name rồi. Book name với edition rồi. À, đây. Cùng cái book name với edition là số 4 mà lại có hai cái author khác nhau. Mình nhớ ha, x ra y thì chỉ x ra được có một y thôi. Tức là x của mình là cái nickname DB database phiên bản số 4. Thì nếu nó là khóa thì suy được một author mà chúng ta hai author như vậy là book name edition không đủ. Book. Rồi, cũng như ba thuộc tính là book author edition được ha. Book name với year cũng tương tự như là book edition thôi. Tại vì cũng năm 2014, 2004 cũng cùng cuốn sách này mà cũng ra được hai tác giả ha. Như vậy mình sẽ gồm ba bộ ba thuộc tính lần á. Cái này phải gồm ba thuộc tính là book name author với edition hoặc là book name author với year, một trong hai cái nha. Cái thứ nhất là book name author với edition, cái thứ hai là book name author với lại cái copyright year. Một trong hai cái có thể làm khóa. Như vậy có hai cái possible key ha. Rồi. Xác định các cái phụ thuộc hàm, các thuộc tính cần lưu, các phụ thuộc hàm. Cái phần này à, đây cái bài này cô để qua phần thực hành đi, phần thực hành cô sẽ nói về cái bài này, tại vì cái bài này ghi ra thì nó khá là dài ha, tại rất rất nhiều thuộc tính. Đây như bài này cô sửa về bài buổi thực hành đi, có bảng mình ghi ra dễ hơn ha. Rồi cô ghi chú bài đã hay thực hành nhé, thì sửa bài này nha. Rồi mình qua cái giải thuật tìm khóa. Cái phần bổ sung thêm ha. Bây giờ giống như bạn nói thì mình có cái quan hệ, có tập các cái thuộc tính, có tập các cái phụ thuộc hàm. Giờ sao biết khóa? Nãy giờ cô kêu các bạn cứ nhẩm nhẩm thử thôi ha, nhẩm nhẩm thử xem các cái bộ thuộc tính nào mà suy ra được tất cả các thuộc tính khác thì mình gọi nó là khóa. Nhưng mà nhẩm nhẩm nhiều rủi ro, nhẩm sai, nhẩm thiếu thì sao, đúng không? Thì mình có giải thuật đàng hoàng ha. Rồi mình quay lại khái niệm thôi. Nó lại nhắc lại khái niệm. Super key là siêu khóa, là tập các cái thuộc tính SK được gọi là siêu khóa. Nếu như mà cái hai hàng á, tuple 1 và 2
thì hai cái bộ siêu khóa là phải khác nhau, tức là các thuộc tính trong cùng siêu khóa có các cái giá trị của nó đó phải khác nhau giữa các cái hàng hết. Rồi còn khóa của mình là siêu khóa tối thiểu, ví dụ như là mã số sinh viên với ngày sinh là một siêu khóa, thì nó cũng có tính chất của một cái khóa thôi ha, tức là không có hai sinh viên nào mà có trùng bộ mã số sinh viên với ngày sinh hết, nó là siêu khóa. Nhưng mà khóa thật sự của mình, khóa tối thiểu gọi là khi khóa tối thiểu á, thì chỉ có mã số sinh viên thôi. Ở như nhưng nó tối thiểu là siêu khóa sẽ bao gồm các thuộc tính khóa trong đó cộng thêm một vài thuộc tính khác nè, tức là siêu khóa sẽ bao gồm khóa trong đó, nó chưa có tối thiểu, mình bỏ đi bớt những thuộc tính dư thừa thì mà vẫn đảm bảo tính chất khóa thì gọi là khóa hoặc là siêu khóa tối thiểu nha. Rồi. Và cái này cái nữa là để nhận biết một cái nhóm các thuộc tính được gọi là khóa thì nó sẽ quyết định hàm tất cả các thuộc tính khác, thì mình dựa vào cái khái niệm, cái ý thứ ba này nè, để mình tìm khóa nha, mình tìm các bộ thuộc tính nào có tính chất đó. Rồi cái giải thuật đầu tiên, cái hướng tiếp cận rất là đấy nha, thì đầu tiên là mình có cái quan hệ R và tập các cái phụ thuộc hàm F. Rồi output của mình là mình tìm ra được một khóa của R. Thì giải thuật rất đơn giản ha. Đầu tiên mình cho K là chứa tất cả các thuộc tính trong R. Thì dĩ nhiên rồi ha, khi K là tất cả các thuộc tính trong R thì đó là một siêu khóa rồi. Nó là một khóa, đúng không? Nó là một siêu khóa thôi, chính xác là K là siêu khóa ha, xem như là khóa là tất cả các thuộc tính. Sau đó mình duyệt lần lượt từng thuộc tính A trong K. Nào. Mình tính là A trừ cho K, à, xin lỗi, xin lấy là AK trừ cho A, tức là mình bỏ được cái thuộc tính đó. Mình tính cái tập bao đóng của nó dựa trên cái tập phụ thuộc hàm F. Nếu K trừ A cộng mà chứa tất cả các thuộc tính của R thì mình xét cho K bằng K trừ A. Thì mình sẽ loại bỏ lần lượt các cái thuộc tính sao cho cái tính chất khóa nó vẫn còn. Đó mình khi mình duyệt hết danh sách A thì mình sẽ ra được một cái khóa của R. Rồi giải thuật này đơn giản dễ hiểu và nó rất là tự nhiên luôn á, rất là dễ hiểu ha. Rồi được không? Rồi, có ai giải thuật nào? Như vậy với giải thuật này thì mình nhận xét là thế nào? Thứ nhất là giải thuật này là bắt đầu bằng tập K tất cả các thuộc tính đúng không? Sau đó mình chọn remove ha, tức là mình loại lần lượt một thuộc tính và kiểm tra cái tính chất khóa nó còn hay không. Thì cái giải thuật số 1 là chỉ tìm được một khóa thôi. Đồng thời, cái khóa này nó sẽ phụ thuộc vào cái thứ tự mà mình duyệt các cái thuộc tính. Ví dụ bạn này thì cái tự tính các thuộc tính từ thứ tự từ từ một đến n đọc cái khóa k, nhưng bạn khác cũng cái tập khóa các thuộc tính đó bạn duyệt thứ tự từ a n tới a một, ví dụ ngược lại thì bạn có thể ra được cái khóa k khác, k phẩy. Trong trường hợp mà cái r của mình có nhiều khóa k, còn nếu nó chỉ một khóa k thì duyệt theo cách nào thì cũng ra một khóa k thôi, mà nếu cái r của mình nó có nhiều khóa dự tuyển đi ha, thì tùy theo cách duyệt của mình có thể là tìm những cái khóa khác nhau. Rồi, nhân số 1 trả về một khóa. Rồi qua giải thuật số 2. Giải thuật số 2 này thì nó sẽ là cho mình là cũng tương tự là input của mình là quan hệ R tập phụ thuộc hàm F. Output là tất cả các candidate key của R luôn. À, giải pháp của mình là tất cả các candidate key, tôi tìm được tất cả các khóa luôn. Nó tối ưu hơn cái cách số 1 ha. Rồi thì bây giờ trước tiên nè, mình nhận xét là mình U là tập tất, mình gọi U ha là tập tất cả các thuộc tính của R, U là tất cả nha. Rồi tiếp theo là UL, cái này UL là U led á, mình tay trái á, UL là UL ha, không có chữ led này.
UL là chứa tất cả các thuộc tính chỉ xuất hiện phía bên tay trái của tổng các thuộc thuộc hàm. Nhắc lại, bên tay trái là bên phía x đó, x ra y đó, thì là bên phía x đó, nằm trước dấu mũi tên đó. Rồi, URI là tập các thuộc tính chỉ xuất hiện bên tay phải của R, tức là nằm phía y á. UB là chứa tất cả các thuộc tính xuất hiện ở cả hai bên. Được chưa? Mình phân loại các thuộc tính như vậy, các tập như vậy ha. Rồi, bây giờ cái nhận xét quan trọng là cái nhận xét mình quyết định cho thuộc mình nè. Đầu tiên là mình hội ở sự mình giao ha, mình giao cái u lép với u rai sẽ ra rỗng ha, tức là rồi tương tự u lép với u b cũng ra rỗng và u r với u b cũng ra rỗng ha. Tại vì cái u lép chỉ chứa bên trái thôi, nó chỉ xuất hiện bên tay trái thôi, u b là chỉ xuất hiện bên tay phải, còn u rai là xuất hiện bên tay phải, u b là xuất hiện cả hai bên. Tức là ở phụ thuộc hàm này là bên tay trái, nhưng mà số phụ thuộc hàm bên dưới thì thuộc tính này nó xuất hiện bên tay phải, thì như vậy cái thuộc tính đó nó sẽ xuất hiện trong u b ha. Còn những thuộc tính mà chỉ xuất hiện trong tất cả các thuộc hàm nó chỉ nằm bên trái thôi thì nằm trong u lép. Đó, các bạn phân biệt được ba cái tập này nha. Rồi, khi mình giao ba cái tập lại thì nó sẽ ra u. Được rồi ha, hay là đầu dòng đầu nha. Rồi, cái nhận xét quan trọng này. Nếu một cái thuộc tính mà thuộc về u lép, tức là nó chỉ luôn luôn nằm bên tay trái, tức là nó đi quyết định người khác không á, không ai quyết định nó hết trơn á, thì nó phải là một phần của khóa. Đúng không? Các bạn hình dung ha. U lép là chứa các thuộc tính chỉ nằm bên tay trái trong tất cả các phụ thuộc hàm, tức là thuộc tính này, các thuộc tính này nó đi quyết định người khác không, không ai quyết định nó hết, thì nó bắt buộc phải là một phần của khóa. Rồi, anh thắc mắc thì hỏi liền nha, cái này là ha. Rồi tương tự bên tay trái phải, tức là một cái thuộc tính mà thuộc về nhóm URI, tức là lúc nào bên tay phải trong tất cả các phụ thuộc hàm, nếu nó xuất hiện nó chỉ là bên phải thôi, tức là nó không quyết định ai hết, mà nó bị người ta quyết định, nó phụ thuộc vào người khác, thì như vậy là cái A thuộc tính đó sẽ là chắc chắn không nằm trong khóa. Chưa? Hai nhận xét là quan trọng ha. Như vậy u led chỉ chứa các thuộc tính chắc chắn nằm trong khóa, u right là chứa các thuộc tính chắc chắn không nằm trong khóa, còn UB là chứa các thuộc tính có thể nằm trong khóa. À, như vậy các bạn sẽ thấy là như vậy cái nhiệm vụ của mình là mình chỉ duyệt cái UB thôi, đúng không? À, mình duyệt cái UB thôi, cái UB chắc nó sẽ nhỏ hơn nhiều thay vì mình duyệt nguyên cái U. À, mà nó phân loại hết rồi ha. Rồi, sau khi nhận xét các tính chất đó xong, mình bắt đầu mình vô giải thuật đây. Trước tiên là tính U lép, U ra, U B, tính ra hết đi. Sau đó mình sẽ tính là U lép cộng ha. Cái dấu hình vuông này là cái đó là cái gì ký tự đó đó. Rồi. Như vậy U lép cộng tức là tính tập bao đóng của cái u lép á, các thuộc tính chắc chắn nằm trong khóa đó, thì mình kiểm tra xem cái u lép cộng này có bằng u hay không. Nếu u lép cộng này bằng u, tức là chỉ cần các thuộc tính nằm trong cái u lép này mà đã ra được u rồi, thì u lép chính là một khóa duy nhất của R. Mình kết luận luôn ha, tức là quan hệ R chỉ có một khóa và đó chính là các thuộc tính nằm trong u lép. Là mình ngừng luôn, giải thuật ngừng. Nó chỉ có một khóa và tìm được vuông rồi thì thôi không có làm gì nữa. Tiếp theo, nếu như U lép cộng không bằng U, tức là chưa suy ra được tất cả các thuộc tính của U, làm tiếp. Thì như vậy bây giờ tới bên UB là mình duyệt UB nè ha. Như vậy mình gọi cái tập UBI là tập con, các cái tập con của UB. À. Thì mình lấy cái tập con đó mình kết hợp với u lép, đúng không? Thì với mỗi tập con của UB đó ha, mình kết hợp với u lép, mình tính cái tập bao đóng của nó, cái dấu cộng đó đó, mình kiểm tra xem nó có bằng u hay không.
Nếu nó bằng u rồi thì cái u led cộng với u bi chính là một cái khóa dự tuyển của R, được không? Và cái cách để mình duyệt cái u bi này á, mình cũng phải không có duyệt tập con bất kỳ, mà duyệt từ cái tập mà ví dụ như là nó có một phần tử trước, hay duyệt tất cả các tập có một phần tử trước sau đó, sau đó mình mới duyệt tới các tập có hai phần tử nha. Rồi thì nếu mà cái khóa K của mình là u u led cộng với u bi là một khóa, mình kết luận là u led với u bi là một khóa rồi, thì mình không cần kiểm tra tới cái u led kết hợp với u bi chay, trong đó u bi chay u bi là tổng con của u bi chay ha. Ví dụ như khóa K của mình có thuộc tính u u led cộng với thuộc tính A đã là khóa rồi, thì mình không nhất thiết mình phải kiểm tra, mình không cần thiết kiểm tra thêm là cái u led cộng với cái tập con là A và B nữa. À, các bạn nhìn vô nó không? À, tại vì nó có chứa A rồi thì chắc chắn sẽ là khóa rồi ha. Rồi thì đây là cái hợp, nếu bạn duyệt tất cả các tập con của UB mình sẽ tìm được tất cả các khóa dự tuyển của R luôn đó. Rồi như vậy giải thuật này thì nó bằng cái việc phân loại ra u led, u rai và u b, thì mình sẽ giảm, tức là mình sẽ biết được cái vai trò của các thuộc tính đối với khóa, nó phải là khóa hay không ha. Thì từ đó mình sẽ giảm cái công sức mà mình phải duyệt cái tập các thuộc tính, mình chỉ duyệt thực sự nếu mình cho duyệt mình chỉ duyệt cái u b thôi, tập các thuộc tính mình nghi ngờ nó là khóa. Rồi và cái giải thuật số 2 này sẽ tìm được tất cả các khóa luôn. Rồi, các bạn coi lại cho lần nữa ha, có chỗ nào không hiểu thì hỏi nha. Này còn 40 rồi, sao mình qua bài tập đi, 35 40 rồi, mình qua bài tập đi, mình làm bài tập thì mình sẽ hình dung ra được luôn. Rồi mình cho cái quan hệ như vậy, giờ tìm khóa. À, hồi nãy các bạn hỏi auto với edition được không, là không nha, phải là không ha, bạn kiểm tra lại cái bạn Khôi Nguyên này. Cái bài nãy là author tác giả với edition không đồng khóa được ha, tại vì cùng tác giả với edition thì nó sẽ author sẽ ra được author với edition. À, với cái bộ dữ liệu thì nó có thể là khóa đó, nhưng mà cái quay lại chút xíu rồi xíu, như bạn hỏi cái này cũng có lý ạ. Rồi nãy bạn có một bạn hỏi cô ha, cái author với cái edition này có phải là khóa được hay không? À, về trong bài này thì nếu mà mặt dữ liệu á thì cái edition và author cũng có thể được là khóa nha, tại vì cứ cứ theo hướng nguyên tắc thôi ha. Nhiều cái bộ hàng số 2 này nè ha, MRC Re gì nè, với số 4 thì mình sẽ suy ra được chỉ có một một copyright year và một cái book book name thôi. Được, như vậy mình tìm ra cái possible key, nhưng mà có ba trường hợp bạn nha, bạn chỉ ra được cái author với edition nữa ha, không có cái hàng nào trùng nhau giữa cái author với edition hết được luôn. Nhưng mà kết hợp với common sense, tức là những cái hiểu biết mà gọi là cơ bản của mình, tức là về ngữ nghĩa của các cái thuộc tính này á, thì mình phải thêm book name nữa thì nó mới ra được cái candidate key ha. Còn về mặt dữ liệu thì các cái author, chỉ cần author với edition mình không xét được ý nghĩa đó, mình chỉ xét được mặt dữ liệu đó, thì nó cũng có thể là một cái khóa dự tuyển ở trong này. Rồi như vậy với cái bài mà chỉ có một phần dữ liệu đó, thì mình cũng khó mà mình không hiểu hết cái bài đó, không hiểu hết cái ý nghĩa của từng cái thuộc tính đó,
thì mình sẽ và hoặc là không có các phụ thuộc hàm, mình không xác định các phụ thuộc hàm á, thì cũng sẽ khó cho mình để xác định khóa nha. Rồi, quay lại cái bài của bạn nha. À, tìm khóa đây. Rồi, bài này tính cho cô coi. ULEZ là gì? UNL có gì? Tính coi UL có gì nè. Cái làm trước tiên làm đúng giải thuật ha, tính ULEZ, URAI. Tính khóa âm rồi. ULEZ, URAI. Không bao giờ sai tiền trực tiếp như này. Đây. Rõ đi. Đâu ai cho cô ULEZ coi. Nếu được thì mở mic đọc lên cho nó nhanh nha. Thì tôi không có mở không khỏi tôi khỏi mở ra coi cửa sổ chat như thế này là em mở cái cửa sổ khác rồi cửa sổ để mà gõ cái text. Các bạn nào đọc cho cô không? ULEZ là gì? Những thuộc tính chỉ xuất hiện bên tay trái thôi, trong các phụ thuộc hàm nó chỉ nằm bên trái thôi. Rồi, ULEZ là CE. CE được đấy. Kiểm tra bạn kiểm tra nha, chỉ xuất hiện bên tay trái thôi CE. URAI là gì? URAI chỉ có F thôi đúng không? Cái thuộc tính chỉ xuất hiện bên tay phải. UB là những người còn lại. A, B. D quá. A, B, C, D. A, B, D. Đúng rồi. Và công mình có tất cả là 6 thuộc tính đủ rồi ha. Rồi, chữ T tiếp theo là mình tính cho cô cái CE cộng nè. ULEZ cộng á nó bằng cái gì tiên có C này E tính ULEZ ha đâu C là CE CE đâu CE mình dò cái số 5 mình ra được D nha CE ra D nè có gì nữa. Rồi cái số 2 mình có CD đúng không? CD ra A rồi thêm A nữa. A thì mình có cái số 1, mình có A ra B. Rồi. Gì nữa không? Còn F đúng không? F là có A với E là F đúng rồi. Mình có đủ 6 thuộc tính chưa? 1 2 3 4 5 6 đủ rồi. Như vậy nó bằng U luôn. Như vậy kết luận luôn. CE là kỳ ha. Cái lượng CE là kỳ luôn à, chỉ là một kỳ duy nhất thôi giải thuật trường đây luôn rồi yeah. Rồi còn chút xíu à làm thêm một bài nữa đi sẵn rồi tìm khóa bài này cho cô nè còn chuẩn khóa thì các bạn về tự làm tìm khóa đi mình đang ôn chuẩn khóa à,
Em phụ ra đây câu ulép tính luôn ulép cho con ulép là gì nè cho bài hai ulép chỉ xuất hiện bên tay trái không hề xuất hiện bên tay phải nào mình cho cô biết u lép của bài này là gì nè tính chỉ xuất hiện bên tay trái thôi a rồi a đi a vô có mẹ để cho cô a rồi rồi u rai có gì chỉ xuất hiện bên tay phải thôi không hề xuất hiện bên tay trái E với F rồi E với F chỉ xuất hiện bên tay trái phải thôi rồi loại hỏi ha như vậy còn lại là B C D đúng không là B C D A B C D sáu thuộc tính đủ rồi rồi mình cũng tương tự tính A cộng cho con ha cộng bằng gì A cộng nó chỉ bằng A thôi từ thuộc tính A mình không suy được hết gì hết ngoài chính nó như vậy nó sẽ là khác với U nha rồi khác với U đi ha như vậy là không phải là khóa nha rồi như tôi vậy đi ha nó đi đi rồi mình đi làm bước tiếp theo và bước ba ha như vậy là mình kết hợp lần lượt với từng tập con của UB con đầu tiên là gì nè bây giờ UB của mình là BCD mình sẽ tính đầu tiên là tính A ULED là A đúng không AB rồi cộng bằng gì đâu tính cho cô coi AB cộng bằng gì rồi mình kết hợp ULED với từng lần từng tập con UB thì mình kiểm tra bằng cách là mình kiểm tra tập con có một thuộc tính trước à nếu mà không thỏa mình mới tính ra tiếp được các tập con có hai thuộc tính ba thuộc tính lên từ từ vậy đó AB cộng ra gì tính coi rồi AB cộng trước tiên ra AB trước đi ghi gì đó ghi hay đừng quên đó ha AB cộng là có AB trước tiên rồi đó em chấm đi các bạn nó con có bà có gì nữa ABE AB cộng rồi rồi gọi là ABEC rồi có gì nữa không như vậy a b bạn ra được e rồi a rồi gì nữa a b e c d rồi thấy luôn lên tới c d rồi c d chưa hết chưa a b là đủ chưa rồi a b c d e f luôn mày đủ sáu tính không a b e c d f hai tức là đủ sáu thuộc tính rồi nó chính bằng là u vượt quá không phá rồi như vậy nó là khóa ha cô hay nói rồi như vậy là AB chính là khóa ha AB là kỳ hay là nó lên rồi AB là kỳ sao mình làm tiếp không có ngưng nha mấy bạn mình a AB kiểm tra xong rồi thì các bạn không cần kiểm tra ABC nữa nha mình không cần làm trường hợp này ha mình không cần làm trường hợp này không có làm trường hợp này tại vì AB là khóa rồi không kiểm tra cái này ha nhớ nha ý là cái gì mà kiểm tra AC cho cô đi
Đây này. Tiếp tục AC cộng bằng gì? Nếu như mình là quả này đi, ví dụ thôi. AC cộng bằng gì? Tìm coi. Trước tiên nó vẫn có A phẩy C. AC cộng cũng bằng ABCDEF luôn. Nói chung là bằng chấm 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 đi ha. Bằng U luôn. Như vậy kết luận AC cũng là khóa luôn. Mình chưa tự hơn nhưng mà UB mình có cái ba thì tính lẻ đúng không? Mình kiểm tra tiếp. AD. Có ngừng nha, chưa ngừng nha, phải kịp nha. Vì thất ví dụ có một phần tử, bởi vì thất chắc cái một phần tử nè. AD. Gì nữa? AC cũng lập ngoài này. AD cũng ngoài này. Rồi ABCDEF luôn. Và bằng chấm 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 này cũng nguyên ra đó, mà tự tin ra bằng U luôn. Như vậy suy ra nó là kỳ luôn. Như vậy bài này của mình có tất cả là ba khóa, như vậy mình chỉ hết test từ vòng một xin lỗi bài con mũi rồi kiểm tra hết tất cả các tập con là A B A C A D ha. Như vậy mình có ba khóa, mình không cần kiểm tra tiếp lại được A C D A B D như gì ha. Nên là... Rồi, như vậy bài này kết luận mình là có 3 khóa nha, AB, AC, AD. Chưa? Tìm khóa cũng đơn giản ha các bạn. Rồi, còn mình thi là mình thi trắc nghiệm ha. Cho nên là nói chung là mình thường về mặt lý thuyết thì mình cứ nếu làm bài tập viết thì các bạn ghi ra ra. Còn nếu trắc nghiệm thì cô khuyên là mình nhẩm được thì mình nhẩm ha, người ta cho các đáp án A, B, C, D đó, mà mình nhẩm nó lẹ hơn là mình có tính ulép cũng ra nha. Cái đó là tùy cái cách cái chiến thuật làm bài của các bạn thôi ha. Mà còn cô thấy là nếu làm thi trắc nghiệm thì các bạn cứ thử cái đáp án của người ta coi đúng đọc khóa hay không mình chọn thôi, còn không là bạn muốn kỹ hơn thì mình làm đủ theo đúng giải thuật tính ra được các khóa rồi mình chọn đáp án cũng được. Rồi nhắc lại nha, rồi tuần sau thì mời bạn kết thúc đây ha. Tuần sau các bạn làm bài thi số 2, thời gian là 30 phút và nội dung là liên quan từ chương đại số quan hệ SQL cho tới chương chuẩn hóa này. Nhắc lại cố gắng tham gia làm đầy đủ nha. Bài quiz không khó, nó giống như điểm danh thôi, nhưng mà thiếu nó thì không xong.